Tá. Anh ơi, tối nay anh muốn ăn gì? Anh muốn ăn lá mè. Lá mè. Bây giờ anh rất mệt. Nàng ăn món ăn rã men để cho nàng khỏe lại nhé. Đúng rồi, là mẹ có nhiều dinh dưỡng, nàng ăn thì tốt cho sức khỏe nhé. Nhưng anh muốn chỉ ăn lá mè hả? Đương nhiên. Tiếp hả? Tiếp. Ngon hẳn đi. Làm mẹ nha. Xin mời. Chắc chắn ngon nè. Và tốt cho sức khỏe nhé. Khỏe lại đi nha. Cái này là món gì? Làm mẹ. Không phải là mẹ. Đây là làm mẹ. Không phải. Anh nói là làm mẹ. Đúng rồi. Anh nói là làm mẹ. Đây. Làm mẹ. Làm mẹ là món ăn Nhật Bản mà. Lá mè là món ăn nhà ăn nhà. Đây nha, ăn đi nha.